Đây là 10 cách tư duy của những nhà tỷ phú giúp họ thành công. 1. Niềm tin lớn, nghĩ lớn, làm lớn. Không thiếu tiền trên hành tinh của chúng ta. Tiền bạc là một công cụ và chúng lưu thông từ người này sang người khác tạo thành một dòng chảy. Do đó, kiếm tiền không phải là một vấn đề lớn. Vấn đề là làm thế nào để việc kiếm tiền trở nên dễ dàng và hiệu quả nhất. 2. Kiếm tiền kể cả khi đang ngủ. Nếu bạn muốn như thế, thì hãy luôn suy nghĩ và tìm kiếm những cơ hội khi bạn còn thức, vì tiền chả bao giờ từ trên trời rơi xuống cả. 3. Quan tâm đến người cùng chung chí hướng. Họ đa phần chỉ quan tâm đến người có cùng chí hướng, cùng nhau theo đuổi để ước mơ trở thành hiện thực và tạo ra giá trị cho xã hội. 4. Cho trứng vào nhiều rổ. Đừng nên đầu tư vào một lĩnh vực mà hãy chia nhỏ nguồn tiền, tìm cơ hội trong các lĩnh vực khác nhau để đầu tư như chứng khoán, bất động sản. 5. Luôn tìm kiếm cơ hội mới. Bạn không thể cứ bám víu vào một khoản đầu tư ban đầu mãi được. Hãy lấy phần lợi nhuận đó và tìm kiếm thêm cơ hội đầu tư mới để phát triển cơ ngơi của mình. 6. Bỏ qua những thiết bị không cần thiết. Việc xem TV thật lãng phí thời gian. Thay vì thế, tại sao không dành thời gian làm việc để một ngày nào đó chính chúng ta là người phát biểu trên TV? 7. Làm từ thiện. Nếu bạn có tấm lòng rộng lượng, hãy cho đi nhiều hơn và bạn sẽ được nhận lại những điều tuyệt vời. Tham lam chính là con quỷ cản trở bạn trên con đường thành công. Hãy vượt qua nó. 8. Đầu tư vào bất động sản. Một trong những lĩnh vực đầu tư bền vững và dễ sinh lợi nhất là bất động sản. Hãy tận dụng nó. 9. Đọc sách. Để trở nên giàu có và thành công, bạn phải không ngừng học và đọc sách. Càng mở rộng kiến thức, bạn càng dễ dàng thành công. 10. Mở rộng tầm nhìn và khả năng lắng nghe. Hãy mở rộng tầm nhìn và giữ những hoài bão của chính mình. Cách thành công dễ dàng nhất là phát triển trên chính công việc mình yêu thích.